Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều cánh đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang bước vào vụ thu hoạch hè thu. Mặc dù đang trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở đó, thành phố đã linh hoạt tạo điều kiện cho người dân ra đồng. Chính vì vậy, nhiều nông dân đã tranh thủ thu hoạch cả ngày lẫn đêm. Ghi nhận của phóng viên tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng những chiếc máy gặt này vẫn hoạt động hết công suất trên cánh đồng xã Hòa Phước. Dịch Covid-19 lâu nay khiến bà con nông dân khó ra đồng. Chính vì vậy, khi thành phố tạo điều kiện cho phép thu hoạch lúa, nhiều nông dân đã thuê máy gặt với giá gặt trung bình mỗi sào là 150.000 đồng để tranh thủ thu hoạch kịp thời. Bữa nay dịch là sợ mùa màng, cũng là sợ mưa gió đồ là mình lâm gạt, tranh thủ gạt, là bông tay mình là trời mất mẻ, xó ngầm đổ chẳng khỏe. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho bà con khi ra đồng, địa phương đã yêu cầu mọi người khi ra đồng đều phải đeo khẩu trang, khử khuẩn trước và sau khi thu hoạch. Đồng thời, chia nhỏ số lượng nông dân ra đồng theo từng ngày quy định. Giãn cách xã hội đi nay mình phải lùm tranh thủ lùm đêm để chia từng đợt người ra, chứ không có đưa ra một lọt thế. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho bà con ra đồng, địa phương còn cử thêm lực lượng kỹ thuật kiểm tra, hỗ trợ sản xuất, bố trí cán bộ trực chốt tại các tuyến đường lân cận để kiểm soát y tế đối với các nông dân ra đồng làm việc.